Em xin chào quý anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Ở cái video này thì em sẽ cập nhật cái mật mã của cái giảm MFI ngày 18 tháng 6 nhá. Trước khi các anh chị vào giải mã thì các anh chị nhận cái con bot ở đấy nhá. Đấy, các anh chị nhận cái con bot về cho nó giảm cái không ở dưới này này các anh chị, để cho dễ thao tác. Vẫn là cái hình ảnh này nhá, 1, 2, 3, 4 này. Ở đây là các cái vị trí này. Ở đây thì cũng là các cái vị trí 1, 2, 3, 4 nha. Các anh chị phân chia cái màn hình như thế này. Đây là các cái vị trí chứ không phải là các anh chị nhập vào nó ra số đâu nha. Cái mã của ngày hôm nay đó là 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2. Tức là 3 số 1, 4 số 2 nha. Tức là 3 cái click ở vị trí số 1 và 4 cái click ở vị trí số 2 nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào test thử nha. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2. Rồi các anh chị đợi một chút xíu. Nếu cái trường hợp mà các anh chị thực hiện lần đầu mà nó không được đấy, thì các anh chị test lại nhé. Bây giờ thì em sẽ test lại này. 1, 1, 1 này. 2, 2, 2, 2 này. Rồi các anh chị đợi một chút xíu xem nó có được hay không. Đấy, như thế là ok nhá. Các anh chị nhận vào continue để các anh chị nhận này. Rồi có một số trường hợp các anh chị không nhận được đấy, các anh chị chọn mãi nhưng mà các anh chị cũng không nhận được, thì các anh chị click vào cho em cái dấu 3 chấm ở đây này. Các anh chị chọn reload pay lại nhá, cho nó load lại đấy, rồi các anh chị thao tác thực hiện lại là ok thôi. Để sau khi các anh chị giải mã xong thì các anh chị đã nhận được điểm rồi, thì các anh chị mở cái combo lên cho nó chạy này. Đấy, một ngày thì các anh chị sẽ nhận được 3 lần box nhá. Rồi như thế là em đã chia sẻ các anh chị cái mã của ngày 18 tháng 6 ở trên cái dự án MemeFi rồi nhá. Các anh chị vào các anh chị thao tác để các anh chị nhận được 2 triệu điểm. Ở đây thêm nhắc lại một lần nữa nhá, mã của ngày 18 tháng 6 đó là 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2. 3 lần ở vị trí số 1 và 4 lần ở vị trí số 2. Rồi bây giờ thêm cũng xin kết thúc cái video tại đây luôn. Cảm ơn quý anh chị và tất cả các bạn đã theo dõi cái video của em. Em xin chào tất cả các anh chị, hẹn gặp lại các anh chị ở cái video tiếp theo ạ.